Mến chào quý vị và các bạn đã đến với LTK Bonsai. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2020, mình đến điểm bán cây kiểng của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, giới thiệu đến quý vị các bạn một số cây kiểng cho mình có nhu cầu giao lưu trên mọi miền tổ quốc. Rồi hôm nay mình có gì Triệu ơi? Xin chào quý bà con cô chú. Hôm nay Triệu có về một lô bông trang đó, gốc rất là bự nha, tàn rất là đẹp nhưng mà giá thì rất là mềm, với linh sam, kim quýt với bằng lăng để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, đây là cây bằng lăng số 1 đó, để 1B nha cô chú anh chị mình, có chốt thì để 1B giùm em đó. Bữa nay là giá rất là hữu nghị luôn nha cô chú anh chị mình ha, xem kỹ cây giùm em. Đây, bằng lăng tím lá nhỏ đó, bông rất là đẹp luôn. Để em đo tổng hoành ở đây. Tổng hoành là 94. Đó, 95 mà tính 94 thôi. Rồi. Đó, cây 1B nha. Chiều cao lên là 39. Đây, cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 800k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, tàn rừng rất là đẹp luôn, cây 1B. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 2B. Đó, cũng là bằng lăng tím lá nhỏ luôn. Đã tàn rừng rất là đẹp luôn nha. Đây, chiều cao là 47. Đã cây sống tốt, khỏe bình thường, chúng em bao sống nha, bao ship luôn. Hoành thì cũng là 94 luôn. Đó, cũng là 94, 95 mà chúng em tính 94 thôi, để đẹp luôn nha. Đó, bằng lăng tím lá nhỏ luôn. Đó, màu tím rất là đẹp. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 800k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cây 2B, số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 3B. Đó, cây này đang nảy mầm lên rất là tốt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cây 3B. Chiều cao lên là 80. Đây. Rồi, lá nhỏ luôn ha. Lá nhỏ luôn anh. Đó, hoành là 41. Dữ dữ đó. Đây, hoành là 41 nha. Rồi. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 800k, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn nha. Đó, em ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, tới cây 4B. Đây là cây kim quýt. Đã, cây này rất là già cây nha cô chú anh chị mình ha. Tai chi thì tứ diện. Cao lên là 58. Tán ngang của nó luôn là 55. Đó, kim quýt nha. Đây, hoành này chỉ có 9 thôi. Đó, hoành chỉ có 9 thôi nha. Nhưng mà cây nằm trong chậu cũng 7-8 năm ăn lên rồi nha cô chú anh chị mình ha. Đế rất là đẹp luôn. Đó, cây này em bán cây chứ không có ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Tại vì chậu xi măng nó quá nặng. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 5B, cũng là kim quýt luôn, chúng em chỉ có một cặp thôi nha. Chiều cao là 70, tán ngang là 52. Đây, em đo hoành chính của nó luôn là chỉ có 8 thôi nha. 8 thôi, chính yếu một chút tính 8 thôi. Đó, đế rất là đẹp luôn, đế quái luôn nha. Có giá là 600k luôn, bao phí ship toàn quốc, chúng em không ship chậu nha. Đó, cây 5B. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây linh sam 86. Đó, linh sam 86, hàng đã qua một nước dây nha. Về là cô chú anh chị mình cứ để về là chơi thôi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây, cỡ 3 tháng nữa thôi là ẩm tàn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Thông số đi. Đây, em báo thông số cho cô chú anh chị mình để biết. Chiều cao là 60. Dáng bay của nó luôn là 125. Đó, cây rất là già cây nha, rất là bự luôn cho cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là già, rất là bự luôn. Đây, hoành là 24. Rồi. Hoành là 24 nha cô chú chị mình, xem kỹ giùm em nha. Hoành là 24. Đây, chúng em bán cây này đó, không có ship chậu cho cô chú chị mình được. Nếu mà có ship chậu luôn á thì lỡ có bể chậu thì cô chú chị mình cũng thông cảm giùm em, tại vì cái chậu nó quá nặng. Đó,
cũng thông cảm nhận dùm em nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,4 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tại cái này đóng khung nha, đóng khung ship cho cô chú anh chị mình nha. Đó, tới cây đây, xích qua đây chút. Rồi, tới cây 7. Đó, đây em coi, coi thông số nha. Cây 7B cũng là dáng bay luôn. Đó, Linh Sam 86. Đó, hàng thần chậu đảm bảo 100% luôn. Đó, đã qua chỉnh sửa một nước dây nha. Cao lên là 85. Dáng bay của nó luôn là 140. Đó, dáng bay luôn là 140 rồi, nha. Linh Sam 86 ha. Linh Sam 86, hàng gốc rất là bự luôn. Đó, cây một cốt liền lạc luôn nha, không hư một chỗ nào. Hoành là 32. Rồi. Đó, hoành là 32, giót đọt đầu voi đuôi chuột luôn. Có giá là 2,5 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, này là đóng cái khung bao phí ship luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, tới em có một lô bông trang. Trang vàng lá nhỏ nha. Lấy mấy cái cây để chim chim mấy cái bầu nó hơi nghiêng. Đó, cây là một gốc luôn. Tàn là dày kính luôn nha. Đó, về cô chú anh chị mình cứ trồng thì để đứng cây lên giùm em, rất là dày tàn nha. Cây không xài phân thuốc luôn, đảm bảo với cô chú anh chị mình nha. Đó, để em đo chiều cao nha. Cao lên là 116. Tán ngang của nó luôn là 110. Đây, cái này là đang chuẩn bị ra nụ ra bông nhanh, đọt non dữ lắm nhiều luôn nha. Cái này mình tỉa sơ đọt nó thôi là nó rất là đẹp luôn, rất là tròn luôn. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 16 yếu một chút, tính 15 thôi. Đó, hai thân nha, một gốc hai thân, bonsai rất là đẹp luôn. Cây này trên 10 năm tuổi rồi nha cô chú anh chị mình ha. Cây 8B, chúng em chưa moi củ đế ra luôn. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới cây 9B. Đứng bên gạch đây kìa. Đó, tới cây 9B nha. Đó, cây này thì là một cốt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, tàn dù rất là đẹp luôn. Đây, để em đo chiều cao luôn nha. Về tỉa mấy cái đọt sơ lại cái thôi là rất là đẹp luôn. Cao lên là 116. Tán ngang của nó luôn là 110. Đó, bông rất là đẹp luôn nha. Đảm bảo không xài phân thuốc. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đó, như gì là về là bỏ vô chậu là chơi thôi nha. Đó, hàng đảm bảo bao đẹp luôn nha. Hoành là 13, 14 yếu một chút, tính 13 thôi. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Cốt rất là bự nha. Đây, cây 9B em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc luôn. Không, không khỏi anh, được. Đây, 900k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, đây, tới cây 10B. Đó, tàn rất là tròn. Đó, về của chú anh chị mình để đứng tàn lên rồi trồng giùm em nha. Tỉa sơ đọt lên cái là tàn tròn do liền. Cao lên là 85. Tán ngang là 90. Đây, cây một cốt một gốc luôn nha. Đây, để em đo hoành nó thứ rồi. Hoành là 17. Đó, cô chú anh chị mình luôn làm phải đo trừ hao cho nha, yên tâm. 17 nha. Đây, hoành là 17. Có giá là 900k luôn. Bao phí ship toàn quốc. 900k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Đây. Nghe không? Đây, tới cây 11B. Hàng này thì cô chú anh chị mình đảm bảo em bao sống nha. Bao sống bao ship luôn. Đó, hàng này nằm trên mô, cái cô chú anh chị mình yên tâm. Cao lên là 97. Tán ngang tàn của nó luôn là 90. Đó. Đó, tại vì em dưỡng bông nha. Bởi vì chúng em không có môi củ đế nó ra nha. Chứ môi củ đế ra rất là đẹp luôn. Cây rất là già. Đây. Hoành là 16, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Về đo tại vị trí này là đúng 16. Đó, chúng em đo là đảm bảo không à. Đó, đây. Rất là đẹp luôn, cây rất là già.
cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, 900k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới cây 12B. Đó, cô chú anh chị mình về trồng thì để đứng cái cây lên giùm em nha. Tại này đứng cái bầu nó hơi nghiêng. Đó, trên mô mình sắn cái bầu nó hơi nghiêng nha, chứ thật sự cái cây đứng đẹp lắm nha. Đó, chiều cao lên là 115, tán ngang tàn là 105. Đó, cây một cốt luôn. Đó, tàn dù rất là đẹp luôn nha. Về mình vô cái chậu là mình chơi thôi. Đó, về mà bỏ miếng tí xíu phân thuốc cái nữa thôi là rất là tốt luôn nha. Cái này là không xài phân thuốc, đảm bảo luôn. Đây, hoành là 16 yếu chút, tính 15. Đó, 16 yếu chút, tính 15 nha. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây, tới cây 13B. Đó, tàn tròn luôn nha, đảm bảo bao tròn luôn, rất là đẹp luôn. Cao lên là 105, tán ngang là 105 luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem nụ với bông giùm em nha. Qua nay chưa tưới nước mà cây vẫn sống tốt khỏe bình thường. Đó, đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn, không xài phân thuốc luôn nha. Đây, hoành tại vị trí này luôn là 15. Đó, cây rất là bự, rất là già luôn nha cô chú anh chị mình ha, bao già bao bự luôn. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, khúc trên này không là một nắm tay nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây rất là lực luôn, cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới cây 14B. Đó, tàn tròn đều đẹp luôn nha. Đó, trang vàng lá nhỏ luôn. Đó, hàng này là hàng này quá đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cao lên là 93, tán ngang là 90. Đó, cây 14B. Đây, để em đo hoành cho cô chú anh chị mình đều tham khảo luôn. Đây, hoành tại vị trí này luôn là 14 yếu một chút, tính 13. Đó, 14 yếu một chút, tính 13 nha. Có giá là 800k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 800k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây, tới cây 15B. Đó, cây rất là lớn nha cô chú anh chị mình ha. Chúng em về chưa xịt nước luôn, bởi vì những cái lá, cái bông nó cũng vẫn còn trên nha. Đây, cây này cao lên là 125, tán ngang tàn của nó luôn là 115. Đó, cây này khá bự nha. Đó, khá đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, em quay một vòng em đo thông số luôn. Các chú chị mình về bẻ bonsai cũng rất là đẹp luôn nha. Đó, em trừ hao luôn. Đây, 16 nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cây này là hoành 16. Đi về bẻ bonsai là khỏi chê. Có giá là 1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Cây 15B. Có giá là 1 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, cái này là một gốc mà ba thân nha, đảm bảo chung một gốc nha. Nếu mà không phải một gốc thì cô chú anh chị mình trả cây lại cho em hoàn tiền lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, cây 16B. Chiều cao lên là 117, tán ngang của nó luôn là 111. Đó, một gốc ba thân, cái này cắt bonsai cũng rất là đẹp. Đó, bẻ dáng bonsai cũng rất là đẹp luôn nha. Đây, để em đo tổng ba thân nó đi, tại này không có môi ra nha. Đây, tổng ba thân là 25, tính 24 đi. Đó, chung một gốc nha, nếu mà không chung một gốc thì cô chú chị mình trả cây lại cho em. Thân lớn nhất của nó là 12. Đó, đây, cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, 900k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới cây mười mấy đây. Đây, cây 17. Đó, 17B. Tàn tròn lắm nha cô chú anh chị mình ha. Dày kính luôn. Cao lên là 88, tán ngang của nó luôn là 96, rất là dày tàn nha cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, rất là dày tàn luôn. Đó, đây, cây 17B, một gốc cũng là ba thân luôn. Đó, chúng em sẽ đo hạo thôi nha. Đây, đo hạo đi, em trừ hao cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, 20, nhưng mà tính cơ 19 thôi. Đó,
Góc này ở dưới cũng khoảng có chừng 14-15 nha. Cái đó em trừ hao đảm bảo một góc 3 thân luôn. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 800k, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Cây này rất là già cây, đảm bảo bao già cho cô chú anh chị mình luôn. Đế đẹp luôn nha. Đây, tới cây 21, à, tới cây 18B, em xin lỗi, tới cây 18B nha. Chiều cao đây là 110, tán ngang là 103. Đó, cũng là một góc 3 thân luôn. Đó, tam tài nha, một góc 3 thân tam tài. Đó, đây. Đo tại vị trí này luôn là 23. Đó. Đo tổng vị trí 3 thân nữa nghe cô chú anh chị mình ha, chứ không phải là cái hoành đó nha. Đây, hoành của nó là khoảng cái này, thân này nó liền. Thân này ha, để em đoạn thân này thử coi. Thân này không là 10 hả nha. Đó, một thân này là chỉ có 10 thôi. Đây, cây 18B cũng có giá là 900k, bao phí ship toàn quá cho cô chú chị mình luôn. Đó. Đây. Tới cây 19B. Đó, 19B nha. Đó, tàn cũng rất là tròn luôn nha cô chú chị mình ha. Rất là đẹp luôn, rất là dày tàn. Cao lên là 90. Tán ngang là 93. Đó, chung một góc nha cô chú chị mình ha. Đây. Hoành là 16, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây. Đó, hoành cũ là 16 nha, hoành gốc nha. 16. Đó. Em quay một vòng cho cô chú chị mình tham khảo luôn. Có giá là 800k, bao phí ship toàn quốc luôn. 800k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới cây 20B. Đó. Cũng một gốc mà hai thân luôn. Cái này bẻ bonsai rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Tàn rất là lớn. Chiều cao đây là 100. Tán ngang tàn của nó luôn là 115. Đó, em quay một vòng cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Rất là dày tàn. Đó, đây. Đây, hoành là hoành gốc của nó luôn là 17. Đó, 17 nha. Đó, 17, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm bên đây. Một góc một hả nha. Đó. Đây, cũng có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 900k bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 21B. Chiều cao lên là 106. Tán ngang là 100. Đó, 21B. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đây, em quay một vòng cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Đây. Hoành tại vị trí này luôn là 21 yếu tính 20. Đó, là hai thân nha. Hoành gốc của nó khoảng có chừng 16-17 thôi nha cô chú anh chị mình ha. Đó, tại em trừ hao. Đây, cây này cũng có giá là 900k, 21B. Đó, 900k. Bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó, em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, cây này là cao lên là 92. Tán ngang là 80. Đó, cây 22. Đó, B nha. Đây. Hoành đo tại vị trí này luôn là 11. Cụ đế rất là nở nha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những clip sau.